Nói đến sông Hinh tỉnh Phú Yên thì có một cái món đặc sản mà chắc chắn người dân nơi đây rất là tự hào, bò một nắng nướng rồi ăn với lại muối làm từ kiến chua chua thơm thơm, đặc sản mà không nơi nào có. Thử xé miếng bò một nắng nướng trên lửa than rồi chấm muối kiến coi có thèm không nha. Hello các bạn, lại là Phúc đây. Trưa nay sau khi rời Buôn Ma Thuột thì tụi mình lên xe về Phú Yên, cái vùng đất hoa vàng trên cỏ xanh, có nhà thờ Màng Lăng, có gành đá dĩa, có vũng rô với lại làng bè trên biển mà các bạn nhớ đón xem ở tập tiếp theo nha. Trên đường mình đi thì có một người bạn nhắn tin là bảo nhớ ghé thị trấn Hay Riêng huyện sông Hinh ăn bò nha, ngon lắm. Cái đám nho nho lần này của tôi có tổng cộng là 4 người luôn, tài xế rồi đi ngay cái lúc bụng đói meo sau khi chạy mấy tiếng trên quốc lộ 29, một cái thị trấn nhỏ nằm về phía tây của tỉnh Phú Yên. Sông Hinh nổi tiếng với lại món bò, tụi mình ghé quán bò không tên ở khu phố 3. Quán ghi nguyên cái dòng chữ là không tên luôn nha. Bò ở đây thì Phúc thấy rẻ, tính ra trung bình chỉ có 50.000 đồng 100g, nêm nếm sẵn, có bò hấp nướng, cây mặn, tái chanh, xào ớt xiêm và vài món khác. Tụi mình gọi 300g bò nướng một nắng, 300g bò cây nướng, rồi gọi thêm hũ muối kiến 40.000 để chấm vì lâu rồi không có ăn và rất là thèm bò chấm muối kiến nha. Bò một nắng nướng xong thì Phúc ngồi xé cho mọi người cùng ăn, trong cái lúc mà bà chị ngồi nướng bò cây, món ăn đơn giản với ít loại rau thơm, muối tiêu chanh, món muối kiến làm tăng thêm độ ngon của bữa trưa tụi mình. Quán ở đây nằm cạnh núi cho nên trưa nay mát mẻ mà phong cảnh thì hữu tình lắm. Bò mềm và xé theo sớ cho nên chấm muối kiến ăn không cũng đã ngon rồi, cuốn với lại rau càng ngon hơn. Cô chủ quán thì hiền lành và tốt bụng lắm cho nên tụi mình ngồi nướng rồi chạy lung tung giống như nhà của mình vậy á. Trưa nay gió thổi mát tự nhiên thấy giống như mình đi về quê vậy á. Và các bạn cũng đừng quên ủng hộ Phúc để có thể khám phá thêm nhiều video ẩm thực ở các vùng miền Việt Nam nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video review ngày mai.